Thế giới nín thở chờ người đắc cử Tổng thống Mỹ, quốc gia nào thấp thỏm đợi tin nhất? Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ luôn thu hút sự chú ý toàn cầu. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 11 năm nay được cho là đặc biệt hơn cả, khi tin tức về cuộc bầu cử và Tổng thống Trump tràn ngập mặt báo, khiến hầu hết người dân thế giới nín thở, điều mà chỉ một vài lãnh đạo trong lịch sử làm được. Sau 4 năm quay lưng với đồng minh và mở lòng với các đối thủ truyền thống, thế giới đang chờ xem liệu nước Mỹ những năm tới có tiếp tục cách tiếp cận gai góc đó nữa hay không. Theo bình luận viên David Haffinger của New York Times, ít có quốc gia nào theo dõi bầu cử Mỹ trông thấp thỏm hơn Trung Quốc. Căng thẳng trong một loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ, COVID-19 đến Hồng Kông hay Đài Loan khiến quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Mặc dù vậy, giới chức Trung Quốc dường như không hy vọng việc Trump thất cử sẽ mang lại bất cứ cải thiện nào. Thay vào đó, với giọng điệu ngày càng cứng rắn của Biden với Trung Quốc, Bắc Kinh giờ đây có lẽ còn coi ông là thách thức phức tạp hơn. Chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh đang cảnh giác cao độ khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối, vì rất có thể quan hệ Mỹ-Trung sẽ bước vào một trong những thời điểm bất định nhất. Theo tờ South China Morning Post ngày 2 tháng 11, Bắc Kinh hiện đang cảnh giác cao độ khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào những ngày cuối cùng. Nhiều nhà quan sát Trung Quốc cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ bước vào một trong những thời điểm bất định và nguy hiểm nhất trong nhiều thập niên qua. Theo họ, giới lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên tránh đối đầu cũng như xung đột quân sự với Washington trong bối cảnh hỗn loạn ở Mỹ dự kiến gia tăng từ nay đến khi tân tổng thống nhậm chức ngày 20 tháng 1. Một cố vấn giấu tên của chính quyền Bắc Kinh cho biết, cả hai ứng viên đều có chiến thuật sử dụng yếu tố Trung Quốc trong các chiến dịch tranh cử của mình và họ sẽ tiếp tục đi quân bài đánh Trung Quốc, đặc biệt là ngay sau cuộc bầu cử. Ông nói, nếu có một cuộc khủng hoảng về kết quả bầu cử Mỹ, đây sẽ là một giai đoạn nhiều rủi ro đối với quan hệ song phương. Điều này có nguy cơ dẫn đến một ngã rẽ khác và làm cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là dưới sự nắm quyền của ông Trump. Bất chấp sự im lặng kỳ lạ từ Bắc Kinh trong phần lớn thời gian tranh cử năm 2020, vấn đề Trung Quốc được đẩy lên hàng đầu trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai, khi ông Biden có những bình luận gay gắt về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi nhiều chuyên gia tin ông Biden sẽ chống Trung Quốc, những nhận xét gay gắt của ông đã cho thấy sự thay đổi trong đảng Dân Chủ theo hướng nhất trí lưỡng đảng rằng Bắc Kinh là mối đe dọa chính và lâu dài của Mỹ. Theo ông Chen Yuwen, người từng là biên tập viên của tờ Study Times, một ấn phẩm của trường đảng trung ương thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói cuộc tranh luận cuối cùng cho thấy Trung Quốc ngày càng bị coi là vấn đề nội bộ của người Mỹ. Không ai là không có lập trường về các vấn đề liên quan Trung Quốc. Ông nói, ông Chen cho biết, 2-3 tháng tới có lẽ sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử quan hệ Trung Mỹ, đặc biệt nếu có một chiến thắng xích sao cho ông Biden. Ông nói, ông Trump rất có thể sẽ đổ lỗi Trung Quốc nếu thất cử bởi vì ông ấy gần như nắm chắc chiến thắng nếu không có dịch COVID-19. Tại Nga, nơi cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA cáo buộc có những nỗ lực bí mật nhằm giúp Trump tái đắc cử, các hãng tin tức ủng hộ Điện Kremlin nhấn mạnh khả năng xảy ra bạo lực và hỗn loạn vì bầu cử Mỹ. Có phải Mỹ đang tiến gần nội chiến hay không là tiêu đề một bài viết của Komsomolskaya Pravda, một tờ báo phổ biến ở Nga. Tuy nhiên, phần lớn người Nga đánh giá sẽ không có khác biệt nào xảy ra với họ dù ai đắc cử Tổng thống Mỹ. Đối với Nga, Trump là một Tổng thống tốt, nhưng điều đó không quan trọng. Việc cần quan tâm là Putin lãnh đạo tốt đất nước. Arsen Antonyan, chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Moscow, nêu ý kiến. Đối với các đồng minh châu Âu, việc Trump tái đắc cử là giống như lời xác nhận rằng Mỹ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo liên minh với phương Tây. Hàng loạt trang nhất và chương trình tài liệu của Đức đăng những tiêu đề như Trump điên rồ và thảm họa của Mỹ. Ngoài việc hoài nghi tư cách thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Trump còn được cho là coi liên minh châu Âu EU là đối thủ, cố gắng chia sẻ các nước trong khối, thể hiện qua việc ủng hộ Brexit, đồng thời thúc đẩy chủ nghĩa dân túy cánh hữu. Nhiều người châu Âu lo ngại nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump thậm chí cực đoan và thiếu kiềm chế hơn, với nhiều hành động cảm tính hơn, tương tự phản ứng gây tranh cãi trước đại dịch COVID-19.
ông chủ Nhà Trắng đã phớt lờ ý kiến của giới chuyên gia, chế giễu những người đeo khẩu trang và nhấn mạnh virus sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Ngược lại với ông Biden, bước vào Nhà Trắng sẽ được chào đón như màn trở lại của sự cấp tiến, theo nhà phân tích quốc phòng người Pháp Francois Hesburgh. Giới chức Anh tỏ ra lưỡng lự hơn, xuất phát từ quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Boris Johnson. Thêm vào đó là việc ông Trump ủng hộ Brexit, còn ông Biden thì không. London lo ngại ứng viên Dân Chủ sẽ không chú trọng thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa hai nước, hiện là ưu tiên hàng đầu của họ với Washington. Tuy nhiên, người dân Anh không lo nghĩ quá nhiều như chính quyền, bởi họ mất thiện cảm với ông Trump đến mức các chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ phải lên kế hoạch để tránh biểu tình lớn. Những cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Biden được yêu thích hơn hẳn. Tại Nam Mỹ, cuộc đối đầu vào ngày 3 tháng 11 vô cùng quan trọng với hàng nghìn người xin tị nạn mắc kẹt ở biên giới phía Bắc Mexico đang nuôi hy vọng đặt chân lên miền đất hứa. Joel Fernandez Cabrera, người đàn ông Cuba đã chờ suốt một năm tại Matamoros, Mexico, cho biết lợi thế của ông Biden trong các cuộc thăm dò giống như phao cứu sinh giúp anh giữ vững tinh thần. Mọi người đều đang theo dõi cuộc bầu cử bởi đó là tia hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu ông Biden thắng, tất cả sẽ đi ăn mừng, Cabrera cho hay. Trong khi đó, một số người Venezuela lại mong muốn ông Trump tiếp tục điều hành nước Mỹ, xuất phát từ sự không hài lòng với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump là người soi rõ các vấn đề của Venezuela, khiến cả thế giới quan tâm đến tình hình tại đây. Julio Uribarri, giáo sư 66 tuổi ở thành phố Maracaibo, Venezuela, nhận xét. Sức hút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng hiện diện ở châu Âu. Tại Nigeria, nơi người dân chủ yếu theo đạo Hồi và Cơ Đốc, các nhà thờ tràn ngập lời cầu nguyện cho ông Trump đắc cử. Bạn phải đồng hành cùng ông Trump. Ông ấy đã đưa Cơ Đốc giáo vào Nhà Trắng. Đức cha John Joseph Hapjab, Chủ tịch Hiệp hội Cơ Đốc giáo Nigeria cho hay, một trong những bình luận liên quan đến châu Phi gây chú ý gần đây của ông Trump là đề xuất Ai Cập cho nổ đập đại phục hưng của Ethiopia trên sông Ninh, dự án trị giá 4,6 tỷ USD, bởi cho rằng công trình gây tổn hại cho người dân Ai Cập. Phát ngôn của Tổng thống Mỹ được cho là làm tồi tệ thêm một trong những tranh cãi lớn nhất tại châu Phi, đồng thời gia tăng sự phân cực trong quan điểm về bầu cử Mỹ năm nay. Các nhà phân tích cho biết, nhiều người Ethiopia ủng hộ ông Biden. Trong khi đó, Jasser Reck, nhà báo Ai Cập thân cận với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi cho biết, người dân nước này đặt cược vào chiến thắng của ông Trump. Thật không may, chúng tôi không được quyền bỏ phiếu, Reck nói. Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thường ca ngợi chính sách đối ngoại gần gũi của người đồng cấp Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đánh giá đây là cơ hội tốt hơn để đạt được bước đột phá trên bán đảo so với các cuộc đàm phán cấp thấp hơn mà ông Biden có khả năng sẽ theo đuổi. Tuy nhiên, công chúng nước này lại tỏ ra mệt mỏi với những lời có cánh giữa ông Trump và ông Kim, người đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên triều. Ông Trump nhiều lần khiến người Hàn Quốc ngỡ ngàng, buộc họ lúc nào cũng phải trong trạng thái đề phòng. Jeon Su-won, cựu lãnh đạo Viện Thống nhất Quốc gia của Hàn Quốc cho biết. Tại Trung Đông, nơi chính sách đối ngoại của ông Trump có tác động lớn nhất, chiến thắng dành cho đảng Dân Chủ có thể khiến các lãnh đạo Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ mất bạn ở Mỹ, thúc đẩy Ả Rập Saudi đề nghị bình thường hóa quan hệ với Israel, theo bình luận viên Hisham Mehem của tờ báo Lebanon Anaha al-Arabi. Mặc dù vậy, việc ông Trump tái đắc cử chưa chắc đã là điềm lành dành cho Israel. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ sau khi bước sang nhiệm kỳ thứ hai sẽ không còn chịu áp lực phải lấy lòng những cử tri theo đạo Tin lành ủng hộ chính sách đối ngoại với Israel, từ đó dẫn tới hạ nhiệt với Iran, khiến Israel lo lắng. Cựu đại sứ Merido đánh giá ông Trump rõ ràng mang lại lợi ích cho Israel, vì từ khi Donald Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng, chính phủ cánh hữu của Israel nhận được nhiều lợi ích chính trị và sự ủng hộ tối đa, với đỉnh cao là các thỏa thuận bình thường hóa với ba quốc gia Ả Rập, khiến quan hệ giữa các nước Trung Đông với quốc gia Do Thái bỗng trở nên bớt thù địch. Nhưng nước này vẫn nhận thức được sự suy giảm vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ trong 4 năm qua.
Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.